Cái nhà ơi, hôm nay em sẽ trở lại quê hương thứ hai của em đây cả nhà, là ở Ống Rồng Sen á cả nhà. Bây giờ hiện tại em đang ở bến phà bến Bắc Ninh Hòa để đi qua bên Ống Rồng Sen. Cũng là cái phà này mà hồi lúc nhỏ đó cả nhà em thường đi. Những cánh đồng này là em nhớ hồi lúc xưa cả nhà. Và những cái con đường này em thường chạy xe đạp để đi về ngoại. Và ở đây những cây cầu đã được đổi mới, kênh rạch đều được bao đê ngăn lũ. Những cánh đồng sen rất là đẹp nha cả nhà. Hôm nay em qua nhà của ông anh. Cả nhà ơi, nhìn bên sông đó là em nhớ ngôi nhà cũ của em ngay chân chỗ cái mà ống nước đó cả nhà, cái khoảng trống đó cả nhà, là ngôi nhà cũ của em hồi lúc xưa. Bây giờ em sẽ đi hái sen với ông anh nha cả nhà. Dạ, cả nhà ơi, hôm nay em sẽ đi hái sen nè cả nhà. Nè sen nè, em lội xuống được luôn nha, đi xuống luôn. Ủa sao nó không có nước vậy? Ở đây trong nhà ngói đó. Cả nhà ơi, sen rất là nhiều nha cả nhà. Dạ, không bỏ vô chỗ nào mát có lông dơm. Nhưng mà cũng dễ xuống hái nữa là hôm nay anh ông anh của em ảnh khai nước hết rồi. Bỏ trong đây chứ trong, chạy vô trong được chứ à. Sen này cả nhà, nguyên một cánh đồng sen nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Cả nhà ơi, hiện tại là em đang có mặt ở ở Cống Rọc Sen nha cả nhà. Cái sen này là của anh Trung, là 11 công nha cả nhà, rất là nhiều luôn. Cái này là ảnh đã khai nước ra hết rồi nè cả nhà, mình có thể là đi xuống được luôn á, rất rất là nhiều luôn. Nhưng mà em bước xuống em sợ bị lún cả nhà ơi. Bây giờ em đã trở lại quê hương cũ của em, là em có hai quê hương nha cả nhà, là quê hương sanh ra là ở Thốt Nốt, và quê hương thứ hai là ở bên ở đây là chợ mới, ở đây là Cống Rọc Sen nha cả nhà. Là lúc em còn nhỏ là ba với mẹ em mua nhà ở bên đây, lúc đó còn khổ lắm nha cả nhà. Lúc em còn nhỏ là phải đi mò cua bắt ốc và đi hái rau và đi làm thuê đồ cho người ta cả nhà. Bây giờ có dịp trở lại quê hương thứ hai để gặp lại những người thân quen hồi xưa là họ rất là vui nha cả nhà. Mà em cũng rất vui nữa. Rất vui vì đã gặp lại những người thân quen đã mấy chục năm trời. Hôm nay em trở lại em thăm, và ông anh ổng dẫn cho em đi ra cái hồ sen của ảnh nè. Ảnh hái sen nè, ảnh đang hái sen ở kia. Bao nhiêu ngày hái một lần? Vậy? Bao nhiêu ngày hái một lần này hả? Dạ, này nếu mà như vậy là hai bữa, bữa nghỉ hai bữa hái à? Hai bữa nghỉ hai bữa hái. Hai bữa nghỉ bữa hái. À vậy đó hả? Nhưng mà từ ngày trồng á tới ngày hái ba hái mới hái à. Từ ngày trồng á tới ba ngày ba hái mới hái. Ờ, trồng bao lâu, trồng bao lâu mới hái? 3 tháng hả? Ừ, 3 tháng mới hái. Hái tôi 4 tháng. Hái là dai hoài tới vậy đó. Dạ. Rồi cái này là khi nào nó mới tàn anh Trung? 5 tháng. 5 tháng là nó tàn hả? Hấp dài là 4 mấy đó. Từ tháng nó tàn đó. Nó tàn xong bắt đầu mình làm lại cái mới hả? Trồng ngon vậy. Trồng khá cao á. Sen nè cả nhà. Rất là nhiều nha cả nhà, 11 công sen nha cả nhà. Là bé ăn là bé gì nè. Dạ.
Ôi mẹ, hẻm ăn gì ngon không? Dạ. Hơi xanh xanh vậy ngon không? Dạ. Nó già lại vàng á, lấy chỉ vô vàng cho con. Gì đó hả? Già hay à, thử đây. Nè em còn cầm cái nãy nè, chưa có ăn được, thôi để ngồi nữa đi về ăn luôn. Quay kể coi con xã coi chơi. Đây em đang quay không? Nè ông thấy trực tiếp không hả? Không hồi nó bắn thịt quá bắn thử. Dạ bắn mà nó bắn thịt quá bãi hay gì. Dạ sen rất là nhiều nha cả nhà, nè quá trời gương luôn. Sen à. Đẹp quá. Hả? Ừ, mấy cái bẻo đó đó. Hồi lấy giấy tập giấy báo rồi quấn lại cái bông rồi. Cho mới khéo. Để xá xá đi. Hái cái này nha cả nhà. Nè, bông mày nè. Năm bẻo này nè, bông bông sạch sẽ nè. Ừ. Dạ. Để bông sạch sạch nè. Những cái bẻo mấy bông giống như ấy. Nè hái giùm cái bông này. Ok. Về cúng ba. Nãy có ghé nhà không? Không. Không quá, trời thẳng luôn rồi. Đây cái bông nữa đó. Nè. Rồi bó một bó củi luôn ha. Bó này nhỏ đó. À, dạ. Cái nhà ơi, người dân quê rất là thật thà nha cả nhà. Vừa hái búp mà vừa hái bông sen luôn nha cả nhà. Để bông nở không? Để bông nở luôn. Bông nở xấu lắm. Hái đi nè. Cái này không đẹp xuống hả? Ừ, cái này với cái này nè. Nè. Ok. Sen trắng á, sen trắng mới đẹp. Ừ, tới nè. Nhìn nhỏ quá. Tới nè Quang. Cả nhà ơi, ở vùng quê là họ nhờ làm nông nghiệp để sống nha cả nhà. Nhà ơi bây giờ nhiều quá giờ mình đi vô nha cả nhà. Tội nghiệp ông anh ổng vác cho một bọc luôn. Thôi bẻ bẻ căng rồi bẻ sen gì nè cả nhà ơi, một bọc sen nè cả nhà. Bọc đó nè. Về chân trên vận Phật. Cả nhà ơi thì bây giờ mình cũng sẽ từ giã các anh nha cả nhà. Cảm ơn các anh đã tặng cho những cái búp sen. Và em sẽ hẹn các anh một ngày không xa. Chúng ta sẽ gặp lại nhé. Bye bye, tạm biệt cả nhà.